Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và hiện tại bây giờ mọi người thấy mình đang có một con tướng, đó chính là con gì, tên là gì nhỉ? À, con Nunu. Con Nunu này thì nó đang cầm cho mình, đó chính là hai cái giáp máu mọi người nhé. Một cái trang bị giáp máu ánh sáng và một giáp máu thường. Và trong trận đấu này thì mình sẽ làm cho anh em xem một vị tướng cầm cho người ba cái trang bị giáp máu. Nó là vị tướng nào thì anh em cùng theo dõi để biết nha. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có ý tưởng gì thì hãy comment ở dưới nhé. Mình sẽ có quán hoàn thiện ý tưởng đó cho anh em xem. Mình rất là lâu rồi chưa làm lại YouTube. Và bây giờ thì mình sẽ bắt comeback mọi người nhé. Mỗi ngày mình sẽ ra video đều hơn. Những ngày tháng qua là những ngày tháng mà mình khá là bận rộn với những công việc khác. Và hiện tại bây giờ mình đã giải quyết xong rồi. Anh em có ý kiến gì thì hãy góp ý ở dưới nha. Ok, tiếp tục nè mọi người. Mình đang chơi 4 kỵ sĩ mọi người nhá, để cho một cái độ châu châu chút. Và up lên level 7, level 8. Ở level 8 mình sẽ có mặc tiếng tướng 4 vàng và 5 vàng 3 sao nha anh em. Bây giờ để xem nào, mình sẽ lắp một thêm một cái huyễn long rồi nhá. Huyễn long đi, huyễn long này không phải là một cái huyễn long giúp cho mình một có một cái hòm đồ mọi người ạ. Ok, tiếp tục mọi người ơi, bây giờ thì Bra cho 3.6 rồi. 3 huyễn long, 2 đấu sĩ và 2 kỵ sĩ. Trận đấu thì bây giờ thì mình vẫn là một cái tư tưởng, đó chính là tìm kiếm những cái trang bị cần cho video này thôi.
Đó chính là hai giáp, ba giáp máu mọi người nhá. Uầy, ông này có một cái trang bị đó chính là vuốt rồng, nhưng mà không thể nào qua nổi sát thương của Swain, chỉ một mới một sao thôi. Nhưng mà với từng cú tung cánh và phọt lửa thì đỡ không nổi bạn ơi. On mày ơi, có on này. Mình sẽ bắt on nha. Mình sẽ bắt con on này lại. Game này thì mình sẽ làm cho anh em xem về đó chính là on 3 sao cấp hết hộp với cho 3 giáp máu trên người nó luôn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ như thế này. Round 4.2 thì mình sẽ có một lõi công nghệ tiếp theo. Và nếu như mà lọt một lõi kim cương thì đúng là không còn gì bằng luôn. Hạnh phúc luôn đấy. Bổ liên tục nào, bổ nào. Mình đang để trang bị giáp máu cho Olaf cầm tạm thôi. Xíu nữa mình sẽ đổi cho On cầm mọi người nhé. Đúng thật là một lõi kim cương mọi người ơi. Nhưng bây giờ thì cái kim cương này thì mình sẽ lựa chọn là chính là quạt trời cho đi. Ủi on 2 sao luôn này. Bởi vì nếu như mà mình sử dụng cái lõi công nghệ kia thì khả năng cút là cao, với mình có khóa tùy được 2 slot. Nhưng mà bị đấm thì phần một phát thì cũng tung mõm ngay. Rồi bây giờ thì mình đang up level 8 rồi. Tỷ lệ bây giờ là thì đang có 3 con on. Cần thêm 6 con nữa thì có thể lên được 3 sao. Đi con ma. Ma trận nhà AK 3 con kim cương luôn. Chứ sao? Phải trở lồn. Sợ thật. Nào, ủa Nearly kìa, Nearly phút chí mạng kìa. Right, chắc mình thua rồi, nhìn có vẻ màu mình thua chắc rồi.
Hiện tại bây giờ thì mình đang có nhiều thời gian để làm nhiều video cho anh em xem hơn. Khoảng thời gian trước thì mình đang bận một chút công việc chưa được xử lý xong ấy. Bây giờ mình sẽ xử lý xong rồi thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn. On của mình bây giờ thì chỉ còn 2 on lên 3 sao rồi kìa. Nào, On ơi. On ơi, anh đến với em đây. Đúng rồi. Một bé nữa thôi người ơi, một bé On nữa thôi. Thì mình đã sẽ có On 3 sao nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho ra so một bé ra xua luôn. Huyễn Long. On của mình thì đang cầm cho mình một cái mũ bảo hiểm bằng sắt khá là nặng trên đầu, bảo vệ cho những phát đặt vào và sọ não người ạ, sẽ không bị chấn xương sọ não nữa. Rồi cố gắng lên On ơi. Ủi vào mồm đối thủ thế nào. Đúng rồi luôn. Ok, cho xin lỗi, cho iDAP đi. Máu mình nó còn lướt. Ây ôi. Máu mình đang còn rất là nhiều mọi người ạ. Còn tận 73 máu cơ. Nên là khả năng sống sót rất là cao. Thua luôn rồi. Con set cầm dược khổng lồ đấm đau quá. Với cái lối chơi này mà gặp đối thủ nào mà cầm dược khổng lồ thì chắc chắn là mình sẽ phải gọi là khá là mệt mỏi rồi. Bây giờ thì mình đang có thêm một cái đai máu nữa và đây sẽ là một cái giáp máu, ba giáp máu dành cho con On luôn. Bây giờ chỉ cần lên On 3 sao thôi. Ui 3 này. Đồ On ơi. On ơi, anh đang đến với em đây. Đúng rồi mọi người, tuyệt vời. On 3 sao mọi người nhá. Cái gì đến sẽ đến thôi. Và đây chính là con On 3 sao. On 3 sao bắn giáp máu thì rất là đẹp trai luôn. 5 kim long. Bây giờ trang bị của mình thì đang có một combo full chí mạng ở ngoài, đó chính là vô cực kiếm này, găng bảo thạch này, cuồng đao, có thể lắp cuồng đao một cái dây khổng lồ luôn cũng được. Nhưng mình thì vẫn đang muốn để cho con On đấy mọi người, có thể một cái sân chơi thể hiện nhiều nhất. Đúng rồi, trâu lắm bạn ơi. Mày nói cái gì? Lắp luôn là đồ này nha mọi người nhá, một cái cuồng đao luôn. Không nói. Anh nghe đây em yêu. À ok. Bây giờ chút anh làm việc lần cuối qua. Tầm 6 giờ 15, 6 giờ 20 gì đó.
Ui xồ ôi, vãi rồi, con ủi phát kìa, mạnh vãi đái luôn. Miếng rồi đi. Đi đi. Để bất tiện đi chứ. Năm Kim Long, mình đang có hệ ba hệ vàng cho nhạc công này, trộm phép và rồng thần mọi người ạ. Nói chung với bây giờ thì để mà thua thì trừ khi mình gặp một vị tướng 4 vàng 3 sao nào đó carry cực mạnh thì mình mới thua thôi. Còn không thì mình vẫn sẽ có thể tự tin với cái khả năng của mình bây giờ. Mình sẽ lấy cái trang bị đó chính là gì nhỉ? Mình sẽ lấy tim băng rồi nhá. Lấy tim băng đi. Để nó ôi ba thứ mọi người này. Nếu game này mình có một cái nó công nghệ như kiểu là khu đồ hiệu mọi người nhá, thì chắc chắn các bạn luôn là mình sẽ thể có luôn 3 sao level 8 luôn. Với cả bây giờ tỷ lệ run đấy từ từ 5 vàng của mình lên vào 8 lên 8% rồi. Nếu mà con ba của mình mà cầm 3 cái sojin nữa mọi người nhá, thì cái khả năng gọi là tỷ lệ ra tướng 5 vàng nó còn cao vô cùng rất là nhiều luôn. Rồi On ơi, bạn là trụ cột gia đình đấy. Đúng rồi, ui trời ơi, còn lừa mát luôn. Máu hồi còn bao nhiêu đây? 34 máu mỗi giây à? À bị thiếu đốt rồi. Ra sổ đối thủ đang cầm cho mình đó chính là phun chí mạng cộng với cả một cái trang dây chuyền cổ người ạ. Ra sổ 2 sao. Đúng là con 3 người ạ, con 3 là một cái vị đó thì rất là huyền thoại. Ở những cái mùa trước thì con 3 nó giúp cho mình có thể một cái một phát úp cấp lên là 9 luôn. Còn bây giờ thì nó sẽ giúp cho mình có một cái tỷ lệ đó nó tướng cao hơn 20 game. Xua luôn này, 9% rồi. Ok, làm quả ảnh đi. Đó chính là con On 3 sao, 3 dấp máu, nhìn rất lực nữa ở đây. Nếu mà vui con On này nó kiểu 3 quyền đăng nữa thì nó sẽ to hơn rất là nhiều nha anh em. Nó sẽ có thể to ngang với cả con gì đây, con sứ tạc hay nước là luôn đấy. Mình vẫn để chủ yếu là để cho con ba thể hiện sức mạnh của nó ấy. Chứ không mình bui đồ của con ba cho ra xua thì nó sẽ khác bọt ngay. Một đá tròn lửa cho đồng thần cầm đi. Mọi người xem video ủng hộ mình cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhá.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình để cho con tưởng nó chính là con Atchop mọi người. Nó chết đi để nó phá vỡ cái trang bị để nó nở ra một cái nắm đấm kim cương và một tay cô. Còn chỉ còn có 4 người chơi nữa thôi. Ôi, set rồi khổng lồ này. Đấm đau phết đấy. Né. Ok, một ơi ủi phát là cút hết luôn cả bản đồ luôn. Ông này cũng có kho thần tích. Đi rồi, chỉ còn 3 ngày chơi thôi mọi người ơi. Ây à, Swain may chưa lên 3 sao người ạ. Swain mà lên 3 sao thì cũng sẽ hơi mệt mỏi với nó, nhưng mà may sao chưa lên. Một đúng rồi, đóng băng on đuổi một phát rồi, ok xong luôn. Thế này là còn gì nữa đâu mà khóc với trả sầu ra su ơi. Nổ rồi, được bắn một cái nắm đấm kim cương vàng và một đê cô mọi người ạ. Ra su quẩy khét phết nhở, nhưng mà không bạn ơi, con dê của tôi nó là bạn không nào quẩy nổi được nữa. Ủa Swain kia ta, Swain kìa, ai da đi luôn chưa, ai da một chấm máu à. Những đối thủ còn một máu là những đối thủ rất là nguy hiểm nhá, bởi vì không thể biết trước điều, không thể biết trước là người chơi đó sẽ làm trò gì đâu. Yue, Yue 2 sao, Ba 2 sao, On 3 sao, Yasuo 2. Quẩy nào anh em ơi, ai da, ai da, Yasuo, Lee Sin full chí mạng này. Ông này còn Oren Soi, à còn Aoxin à, Aoxin kìa, uầy nó full kìa. Nhưng mà không thể nào nó gây được sát thương lớn lên con on của mình cả mọi người ạ. Win luôn. Mình sẽ lựa chọn một cái con gì đây nhở, trang bị gì đây. Chọn Yasuo đi. Yasuo. Úp lại vào 9 luôn mọi người nhá. Bây giờ tỷ lệ của mình đang có 23% tầng 5 vàng. Kim Long bán 3 đi, cho Pai vào. Cho Neko lên 32 sao mọi người nhá. Rồi. Dây nữa. Ok, và chắc đấy sẽ là một trận đấu cuối cùng rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, và hãy ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, tạm biệt.